Nghe thằng Nghiện nói lời xin lỗi mẹ già trước giờ há mồm tiêm thuốc độc Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Giang Hồ Người Nổi Tiếng Sinh ra trong một gia đình gia giáo là kỳ vọng lớn nhất của cha mẹ Gã bỏ nhà đi khi tuổi đời còn rất trẻ để bước chân vào giới Giang Hồ xa chân vào con đường nghiện ngập Cuộc đời hắn gắn liền với những thăng trầm và hành trình thoái hóa biến chất Để rồi khi nhận án tử của pháp luật, hắn mới bàng hoàng nhận ra Cái chết trắng đã gây ra bao đau thương cho gia đình của mình không chỉ hủy hoại cuộc đời của y con gái bị rơi vào bi kịch không lối thoát, người mẹ chưa một ngày được bình yên, thanh thản. Lĩnh án tử hình vì vận chuyển hơn 2,2 kg chất cấm. Thái độ của Đinh Văn Anh lạnh lùng vô cảm dường như đã biết trước kết cục này. Nhưng nghe thằng Nghiện nói lời xin lỗi mẹ già trước giờ hám mồm tiêm thuốc độc. Vì điều khiến bị cáo này chăn trở duy nhất là đã làm người mẹ già suốt đời phải buồn phiền vì gã. Án mạng kinh hoàng Đây là một sát thủ nhí gây án từ khi lên lớp 7. Tên thật Đinh Văn Anh, sinh năm 1983, quê quán thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vừa được rước giải vào phòng xử án, bị cáo Đinh Văn Anh vội vàng đưa mắt xung quanh để tìm người thân. Nhưng khán phòng xử án rộng lớn không có người dân nào đến dự. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên người thân của bị cáo không thể có mặt tại Nghệ An. Phiên tòa diễn ra khá nhanh bởi hành vi phạm tội của bị cáo quá rõ ràng. Bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cuối năm 2020, Đinh Văn Anh nhận sách thuê hàng trắng từ Nghệ An ra Hải Phòng, cho một người đàn ông để lấy 10 triệu đồng thì bị công an Nghệ An bắt giữ. Với khối lượng hàng trắng lớn hơn 2,2 kg, gã dường như biết mức án mà mình phải đối mặt nên không chối tội, chỉ mong một con đường sống. Đây không phải là lần đầu tiên bị cáo này hầu tòa. Trước đó, anh từng hai lần bị phạt tù với các mức án khác nhau vì ma túy và trộm cắp tài sản. Có lẽ cái cảnh thiếu thốn tình thân khiến anh dễ mở lòng hơn với người lạ. Khi được hỏi về những cú vấp váp của cuộc đời mình, bạn Anh bình thản kể lên lớp 7 tôi bỏ nhà đi, nguyên nhân vì bố tôi là cán bộ, cũng giữ chức vụ khá to. Ông luôn kỳ vọng con trai phải học hành giỏi giang, thành tài. Có lẽ kỳ vọng quá nên khi tôi không học được, ông đã tức giận đánh tôi, tức quá tôi bỏ nhà đi. đinh Văn Anh trốn gia đình, nhảy đại lên một toa tàu hàng với ý định bỏ đi vài ba hôm để dọa bố mẹ. Không ngờ chuyến tàu ấy đã khiến cuộc đời gã rẽ sang một con đường khác. Cô đơn vào tăm tối bị lạc giữa Hà Nội, không biết đường về, cậu thiếu niên học lớp 7, làm đủ nghề để mưu sinh. Cuộc sống ngủ đầu đường xó chợ giành giật với đám bạn cùng cảnh ngộ để kiếm miếng ăn và những trận đánh nhau đã đẩy anh vào con đường tội lỗi. Bố mẹ nhiều lần cất công đi tìm nhưng chẳng được, còn Văn Anh thì thấy mình hợp với những đứa trẻ lang thang ở chốn phồn hoa đô hội hơn. Không còn cái cảnh phải vui đầu với những cuốn sách dưới sự giám sát khắt khe của bố, anh nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, trai sạn theo từng trận đánh nhau, giành giật để kiếm miếng ăn, gã biết đến mùi ma túy và trở thành con nghiện mỗi khi lên cơn, gã sẵn sàng trộm cắp để thỏa mãn cơn nghiện. Những ngày tháng sống lang thang khiến gã càng trở nên lì lợm, coi thường pháp luật. Đổi lại là hai bản án về tội tàng trữ trái phép chất cấm và trộm cắp tài sản vào các năm 2002 và 2014 mà anh phải nhận. Sau thời gian phiêu bạt, anh đến với người phụ nữ hơn mình 7 tuổi. Dẫu không hôn thú nhưng mối tình đũa lệch này cũng đâm hoa kết trái bằng sự ra đời của cô con gái vào năm 2007. Giấc mơ có một cuộc sống bình thường đã bắt đầu nhen nhóm trong tâm hồn người đàn ông sớm bị cuộc đời vùi dập đến chai sạn. Anh nối lại thông tin với gia đình, đưa vợ con về ra mắt người thân. Thế nhưng khi quay lại cuộc sống bình thường, không giành giật, không ma túy, cũng chẳng công ăn việc làm, khiến cánh nặng kinh tế ngày càng lớn. Những mâu thuẫn tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh, không thể dung hòa được với cuộc sống, vợ chồng. Anh và vợ đã đường ai nấy đi, cô con gái ở với vợ, bị cáo anh cúi đầu chia sẻ. Bố mất, mẹ nhiều lần khóc, Xin tôi tu tỉnh sống một cách tử tế Nhưng tay lỡ nhúng chàm rửa sạch đâu có dễ Những lúc tỉnh táo tôi cũng nghĩ ngợi nhiều lắm Nhưng khi thiếu thuốc nó vật cho nên bờ xuống ruộng Thì chỉ nghĩ được đến thuốc phiện thôi Năm 2020 khi đang trong cơn phê Thì anh nhận tin con gái đuối nước Khi tìm đến nơi thì con bé đã được người ta chôn cất Nghe phong thanh nó bế tắc tuổi thân Nên tìm đến tử thần con bé mới chưa đủ trăng tròn cũng chính bằng cách tuổi mà cha nó là Đinh Văn Anh bỏ nhà đi, rời xa cha mẹ để bước chân vào giới giang hồ. Nguyên nhân mâu thuẫn Con gái không còn trên cõi đời, anh như mất đi động lực của cuộc sống. Gã lại tìm đến những thú vui trước là thuốc viện, lao đầu và những cuộc ăn chơi cùng đám bạn. Mặc cho người thân khuyên can, Đinh Văn Anh dường như không biết sợ ai trừ người mẹ của mình. Gã từng khóc lóc tâm sự với người mẹ của mình, con là đứa bất hiếu, không thể sống với mẹ được nữa đâu. Nghĩ anh đau lòng sau cái chết của con dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực nên người thân động viên. Nhưng không ngờ lại Đinh Văn Anh lại tham gia vận chuyển hàng trắng với khối lượng lớn. Ngày anh bị bắt cùng 2,2 kg hàng cấm. Thông tin được báo về gia đình nhưng cô em gái giấu biệt với mẹ. Sợ rằng bà khó mà chịu đựng được. Suốt từ đó đến nay Đinh Văn Anh cũng chưa một lần được gặp mẹ của mình. Những tháng ngày tạm giam trong bốn bức tường trại giam. Anh có thời gian để suy ngẫm về những hơn thua được mất của cuộc đời mình. Gã bảng hoàng nhận ra bồng bột của tuổi trẻ và ma túy không chỉ hủy hoại cuộc đời mình, mà còn đẩy con gái mình vào bi kịch không lối thoát, khiến người mẹ từng mang nặng đẻ đau chưa được một ngày bình yên thanh thản. Những trăn trở ấy khiến gã cảm thấy ăn năn hối cải. Gã thèm tiếng quát nạt của bố rồi nhận ra đòn roi ngày xưa không đau đớn bằng những quăng quật của cuộc đời. Gã xót xa trước những giọt nước mắt bất lực chảy dài trên gỏ má đã nhăn nheo của mẹ. Khi được hỏi về điều hối hận nhất của mình, gã bảo, tôi thấy có lỗi với mẹ tôi hỏi hôm nay không có người thân đến tòa anh có muốn nhắn gửi gì đến mẹ không? đình văn anh cúi xuống nói nhỏ mẹ là người tôi yêu thương nhưng đó cũng là người tôi có lỗi nhiều nhất tôi có lỗi với mẹ nhưng nợ đời phải trả chỉ mong mẹ đừng quá đau lòng nói đoạn đôi mắt của anh dưng dưng bị cáo này định tâm sự thêm điều gì đó nhưng không còn thời gian vì hội đồng xét xử ra tuyên án hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải đó là những tình tiết giảm nhẹ. Nhưng xét thấy trong vụ án này bị cáo tham gia vận chuyển với khối lượng lớn nên cần có bản án nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Anh án tử hình. Bị tuyên án tử, gương mặt của gã vẫn bình thản. Văn Anh nhờ phóng viên gửi những lời nhắn nhủ lên mặt báo để người thân nhận được lời xin lỗi của gã. Phiên tòa kết thúc. Qua số điện thoại mà luật sư bào chữa cho bị cáo gửi, người viết đã liên lạc với gia đình bị cáo. Cô em gái đã khóc nức nở khi biết mức án mà anh trai mình phải nhận. Trong tiếng khóc nghẹn, chị này đã xin một tấm ảnh của bị cáo Đinh Văn Anh để cho họ làm di ảnh, phòng trường hợp xấu nhất. Cuối cùng trước giờ há mồm tiêm thuốc độc, Đinh Văn Anh chỉ kịp nói lời xin lỗi mẹ. Đến giờ vẫn chưa rõ thông tin về Đinh Văn Anh đã phải trả án cho tội ác của mình hay chưa, nhưng nỗi đau mà hắn gây ra cho cha mẹ, cho chính cô con gái nhỏ của mình là vô cùng đau đớn. Đây cũng là lời nhắc nhở cảnh tỉnh cho tất cả những các bạn trước khi quyết định làm điều gì, hãy đặt lên bàn cân để suy xét về những thứ được và mất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.